Mình tên là Văn Anh Duy, mình sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của mình á đang là một nhân viên phục vụ nhà hàng, quán ăn. Tiêu chí bạn gái mình đang hướng tới á là một bạn gái hiền lành nhưng không được nhút nhát, thông minh nhưng không được thông minh quá, nói chung phải có một chút cá tính nào đó. Hiện tại thì mình đã 31 tuổi rồi. 31 tuổi rồi. Thiệt hả? Ủa thật á hả? Tại vì nhìn rất là trẻ luôn, kiểu không nhận ra được. Dạ, em chào anh ạ. Chị càng khép nép hơn nữa. Ủa nhưng mà anh là vẫn là đang là đi đóng phim đúng không ạ? Hay là anh có đổi nghề rồi? Tại vì hồi xưa em coi phim của anh là từ lúc em kiểu còn cũng nhỏ nhỏ. Ừ, đúng rồi, sau khi anh không đóng phim nữa, anh mới trải nghiệm sang nhiều nghề. Nói chung là mình thích làm gì mình làm đó thôi. Anh chỉ thích làm những chuyện mà trước giờ mình chưa bao giờ mình làm hết trơn á. Anh bị một cái nha là và Rough House, ngôi nhà chung mùa 14 lại chào đón những thành viên mới. Đầu tiên sẽ là một cô nàng năng động, cá tính và xinh đẹp. Ôi, rung quá. Ngôi nhà chung của chúng ta. Chúc mừng bạn đã trở thành thành viên của chương trình Love House, ngôi nhà chung. Chúc bạn có chuyến trải nghiệm vui vẻ và tìm được nửa yêu thương của mình. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Đỗ Thị Kim Hoàng, nghệ danh của mình là Kim và mình đến từ nhóm Ohio. Hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của mình là một ca sĩ và một diễn viên. Quê quán của mình thì ở Nghệ An. Và năm nay thì Kim vừa tròn 20 tuổi, lần thứ 8. Tức là năm nay mình 28 tuổi. Kim đã độc thân được một khoảng thời gian cũng khá là lâu rồi. Và đối với chương trình thì thật sự là mình rất là mong muốn là sẽ được có nhiều trải nghiệm hơn nữa. Tại vì hồi nhỏ lúc mà mình coi cái chương trình Love Boss đó thì mình đã rất là thích rồi. Và bây giờ thì có chương trình Love House thì mình đăng ký liền luôn. Và đối với chương trình Love House thì Kim rất là mong sẽ tìm được một người bạn trai tinh tế một chút xíu, biết quan tâm người khác và vui tính. Đặc biệt thì mẫu bạn trai của mình thì không cần phải quá đẹp trai đâu, mình nghĩ là chỉ cần vừa vừa đủ xài là được. Chào mọi người, mình là Phan Thị Thủy Tiên, thì mọi người hay gọi mình là Tiên Tiên. Năm nay mình 22 tuổi. Mình đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành marketing trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Quê quán của mình đến từ Đà Nẵng. Mẫu bạn trai lý tưởng của mình thì mình rất là thích những người có tính cách vui vẻ, hòa đồng và biết quan tâm chăm sóc cho người khác. Mình rất là thích cái format của chương trình, cho nên là mình đăng ký tham gia để có thể được trải nghiệm cái cuộc sống ở trong ngôi nhà chung đó. Và cũng có một lý do nữa là mình cũng mong muốn là sẽ gặp gỡ thêm được nhiều người bạn mới hơn, và biết đâu được thì mình sẽ tìm được một người bạn trai từ chương trình. Xin chào mọi người, mình tên là Ngọc Linh, biệt danh mọi người hay kêu của mình là Sa Sa. Hiện tại thì mình đang sinh sống ở Long An, huyện Cần Suột. Nghề nghiệp của mình là mẫu ảnh và diễn viên. Thì năm nay mình 19, cái nhành hoa mai rơi rồi mà mình vẫn chưa có cuộc tình nào hết. Nói chung là ế đó mọi người. Mà mẫu bạn trai lý tưởng của mình là một người trưởng thành, sâu sắc, hiểu chuyện và tâm lý về con gái, phụ nữ. Khác với mọi khi, các thành viên sẽ không gặp mặt trực tiếp nhau trong ngày đầu tiên, mà thay vào đó, các cô gái sẽ được trò chuyện trực tiếp với một trong bốn thành viên nam mà họ thấy ấn tượng nhất. Nhìn sâu qua là đeo mắt kính rồi nha. Chắc là cũng là dạng một chàng trai siêng năng học hành. Có vẻ là trẻ hơn mình thì phải. Chắc là cũng sẽ làm nghệ thuật, tại vì em thấy bạn chỉnh chu á. Bạn khá là đẹp trai ấy. Anh này nhìn giống Ngô Kiến Huy quá mọi người. Đeo kính nè. Nhưng mà mình thấy anh này quen quá ta. Chắc là tầm 25, 26 gì đó. Mình không nhớ là mình đã gặp ở đâu rồi, nhưng mà mình thấy quen lắm. Không nhớ là ở đâu, nhưng mà mình nghĩ là diễn viên.
Mình nghĩ anh ấy khoảng 25 tuổi và đang làm mẫu ảnh. Có vẻ như là một người hiền, tính cách khá là hiền. Wow, anh này nhìn có vẻ là phong cách Âu Mỹ ghê luôn ấy. Thì mình đoán là anh này chắc tầm 27-28 tuổi. Đặc biệt nhờ nhìn có vẻ là sẽ thiên về hướng hip hop và nhảy nhót. Anh ấy khoảng 27, khá là năng động. Nghề nghiệp là dancer. Ồ, trời ơi, bạn này ngầu quá. Tóc hơi xoăn luôn. Bạn này sao giống chơi bóng rổ vậy ta? Kiểu giống như mấy anh chơi bóng rổ cao mà đầu thì xoăn xoăn tiếp nha. Wow, chàng trai này khá là dễ thương luôn ý. Mình nghĩ chắc là tầm 20-21. Khuôn mặt rất là cute, kiểu như lên hình thì nó rất là hợp, và mặt cũng có lên nét nữa, cho nên là mình nghĩ là mẫu ảnh luôn. Bạn này cười cũng xinh à. Đáng là bạn này sẽ làm mà diễn viên, tại vì họ là ca sĩ. Trời ơi, bạn này nhìn đẹp trai quá nè. Góc mặt còn nhỏ hơn mình nữa. Mình nghĩ chàng trai này khoảng 25 tuổi, có thể là diễn viên, khá là hòa đồng, vui vẻ. Bạn này thì em nhìn khá là hiền ta. Mặc đồ cũng đơn giản, chắc là sinh viên mới ra trường không trời. Mình nghĩ chàng trai này thì khoảng 22. Bạn ý là mẫu ảnh, bạn có một nụ cười rất là tươi, thì có vẻ cũng là một người vui tính. Mình nghĩ anh này chắc là mẫu ảnh, tại vì nhìn mặt của anh ấy có rất là thần thái luôn á. Chắc là tầm 23-24 tuổi gì đó, nhìn cũng được ha. Thông qua những cảm nhận và đánh giá riêng của từng cô gái, liệu chàng trai nào sẽ được chọn? Muốn gọi cho bạn đầu tiên, tại vì mình nhìn bạn này có vẻ khá là dễ thương, chắc là cũng sẽ kiểu hơi giống cái gu của mình. Hello bạn. Hello bạn. Ôi, bạn mới ngủ dậy đúng không? Ờ đúng rồi, mới ngủ dậy luôn á. Tại vì cái mặt cũng kiểu mắt còn đỏ đỏ đỏ. Bạn có muốn đi ngủ tiếp không? Tại vì thấy mặt bạn kiểu buồn ngủ. Không, nhưng mà lúc mình nhìn gặp thấy mặt bạn á là mình tự nhiên mình tỉnh hơn hẳn á. Chắc là bạn không biết em là kiểu bị miễn nhiễm với Thính á, chương trình. Ok, thì ngày mai là mình gặp nhau rồi ấy. Đúng rồi, chị đang đợi ngày mai nè. Thì chắc là gặp nhau thì mình sẽ nói nhiều hơn. Còn bây giờ thì sao đâu không biết nói gì ngoài... Đâu có gì đâu mà ngại. Bạn chưa gặp mình ở ngoài, nếu bạn mà gặp mình ở ngoài thì bạn không bao giờ bạn ngại hết trơn á. Tại vì mình nhìn Duy cũng rất là quen, cho nên là mình mới chọn cái tấm hình của Duy. Và cái tấm hình này thì hình như là hồi lâu lắm của Duy rồi đúng không? Tại vì nhìn bây giờ gì Duy khác với hồi xưa quá. À tấm đó thì cách đây khoảng 6 năm trước. Duy có thể nói tuổi của Duy được. Duy cho Kim đoán 3 lần. Ok, 25. Ủa đúng rồi hả? Sai. Ồ dạ sai. 27. 2 lần sai. Trời ơi, sao em hoang mang quá hả? Lên nữa hả? 28. Xin chào các bạn, mình tên là Văn Anh Duy. Mình sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của mình á đang là một nhân viên phục vụ nhà hàng, quán ăn. Tiêu chí bạn gái mình đang hướng tới á là một bạn gái hiền lành nhưng không được nhút nhát, thông minh nhưng không được thông minh quá. Nói chung phải có một chút cá tính nào đó. Hiện tại thì mình đã 31 tuổi rồi. 31 tuổi rồi. Thiệt hả? Ủa thật á hả? Tại vì nhìn rất là trẻ luôn, kiểu không nhận ra được. Ồ dạ, em chào anh ạ. Chị càng khép nép hơn nữa. Ủa nhưng mà anh là vẫn là đang là đi đóng phim đúng không ạ? Hay là anh có đổi nghề? Tại vì hồi xưa em coi phim của anh là từ lúc em kiểu còn cũng nhỏ nhỏ. Đúng rồi, sau khi anh không đóng phim nữa, anh mới trải nghiệm sang nhiều nghề. Nói chung là mình thích làm gì mình làm đó thôi. Anh chỉ thích làm những chuyện mà trước giờ mình chưa bao giờ mình làm hết trơn á. Anh bị một cái nha, là vì mình làm nhiều nghề quá cho nên là khó kiếm được người yêu á. Đó, giống như là người anh bị lông bông á, vậy như vậy á. Lúc đó thì trong chuyện tình cảm anh lại bị thất bại.
là tại vì chọn cái tấm hình này là sẽ người đầu tiên ngày mai mình sẽ gặp nhau là anh hay là sao, nhưng mà em cũng mong là cái người đầu tiên em gặp cũng sẽ là anh. Anh cũng mong người đầu tiên em gặp sẽ là em. Dạ. Hồi xưa anh Duy đóng rất là nhiều mấy phim về tuổi teen đó, cho nên là mấy cái phim đó thì nó khá giống nhau về cái tên, nên là mình không nhớ rõ cái tên. Nhưng mà những cái vai của anh Duy nó toàn là kiểu hơi trẻ con một chút xíu, kiểu năng động và kiểu nó hơi ồn ào. Còn vừa rồi thì mình nói chuyện với anh Duy qua video call thì mình thấy là khá là vui tính. Ảnh kiểu ảnh rất là hoạt bát. Với lại cảm giác ảnh cũng có một cái sự từng trải, nên là chắc chắn anh sẽ biết cách để chăm sóc, quan tâm người khác. Thì mình nhìn là cái cách ảnh trò chuyện thì ảnh rất là tôn trọng, kiểu ảnh rất là muốn biết cô gái trước mặt mình là như thế nào. Mà để nói là giống về cái mẫu hình lý tưởng của Kim á, thì mình thấy chắc cũng được 50-60% ấy. Dường như sau cuộc nói chuyện, Kim càng có thêm sự thiện cảm và ấn tượng dành cho Duy. Còn Tiên thì có sự lựa chọn khác với Kim. Chàng trai này thì khoảng 22, bảy là màu ảnh, bảy có một nụ cười rất là tươi, thì có vẻ cũng là một người vui tính. Hello bạn. Hello. Hello, mình là Tiên. Mình là Chiến. Mình chưa thấy khuôn mặt xinh đẹp của bạn. Xin chào tất cả mọi người, mình là Dương Thành Chiến. Mình sinh năm 1998, mình đến từ Bình Định và hiện tại mình đang làm việc tại Sài Gòn. Công việc của mình hàng ngày là kinh doanh và làm những cái dịch vụ marketing online. Mình trải qua 4 mối tình. Mẫu người bạn gái lý tưởng của mình thì cao khoảng 1m5 tới 1m6 thôi, chứ không cần cao quá đâu. Mũi cao nè, tóc thì tóc ngang vai nè, giống như chị Hải Tú. Còn về tính cách của bạn nữ đó thì chỉ cần hai người thấu hiểu nhau và chân thành, có thể nấu ăn để lo cho gia đình sau này, thì chỉ cần như vậy thôi được rồi. Mình sinh năm 98. 98, vậy là bạn hơn bao nhiêu á? Bạn đoán thử xem. Chắc 2 cộng 1 là 2. Cảm ơn. Chắc là cũng cỡ tuổi đó thôi. Không, thực ra thì em nhỏ hơn 1 tuổi. Em sinh năm 99. Em 99 ạ. Nó là một người kiểu năng động, vui vẻ, phải không? Em đoán trước khi gọi điện cho anh á. Năng động vui vẻ đâu. Vậy hả? Vậy là anh một người trầm tính hả? Giống như là em đó. Chết rồi. Ok. Tức là gặp ai cũng vậy luôn đúng không? Không. Chắc là hẹn gặp anh vào ngày mai nha. Chưa nói gì hết, đã hẹn ngày mai rồi. Ủa không, mình đừng có nói nhiều là nó mất vui. Mình phải để dành cũng. Bye bye. Em đoán đúng được tuổi và em nghĩ là một phần tính cách, vì em thấy anh ấy khá là hòa đồng á, nói chuyện với người lạ nhưng mà rất là dễ thương. Thật sự là rất là bất ngờ, và sau khi trò chuyện với bạn ấy thì mình thấy bạn nữ này là một người rất là thân thiện, cực kỳ thân thiện, và bạn ấy rất là vui vẻ. Nói chung là mình rất là ấn tượng với bạn nữ này. Không biết có phải là một ngày may mắn hay do định mệnh đã an bài mà các cô gái đa phần đều chọn chàng trai này để gặp mặt. 4 chàng trai trong đây thì nếu như mà hỏi mình là muốn gặp ai đầu tiên thì mình nghĩ là chắc là anh này. Tại vì mình thấy khá là giống anh Ngô Kiến Huy, nhìn khá là dễ thương. Dạ, hello anh. Hello, hello bạn. Hello. Ủa, hồi nãy là em có đoán là anh tầm 25-26, không biết đúng không nhờ? Lớn hơn xíu nữa. Lớn hơn nhiều chứ. 31-32. 32. 31 hả? Sao nhìn anh trẻ thế? Anh tên Duy, em tên gì vậy? Em tên Linh, nhưng mà anh kêu em bằng sao cũng được.
sao em cứ thấy quen quen nhờ? Ừ, không phải là em biết tại sao tên quen không, tại vì tên anh bị đại trà. Ôi, em biết là để nhận cuộc gọi của em á, anh cực kỳ cực khổ luôn á. Ủa, anh làm sao mà phải cực khổ tới thế? Ờ, tại vì anh chạy ngoài đường á, xong anh mới chạy đi đủ các nơi để mà mình kiếm cái chỗ nào mà thật yên tĩnh rồi cái view đẹp nhất. Bây giờ anh kiếm được cái view toàn là thuyền luôn là thấy chưa? À. Ngày mai mình vô nhà chung mà bây giờ anh là đang ở miền sông nước nè. À. Mà phải anh phải kiếm cái view đẹp để nói chuyện với em. Ờ, đầu tư như vậy là tốt. Ờ, vậy thì có gì mai gặp ha. Ok ra, ngày mai gặp nha. Ok, bye anh. Cô gái thứ hai thì Vi cảm nhận là cô bé này hình như là hơi trẻ một tí so với cô bé thứ nhất. Nhưng mà nhìn cô bé cũng rất là đáng yêu, rất là xì tin. Như là cô bé cũng có biết một chút ít về Duy. Duy cũng không biết vì sao nữa. Nhưng mà cách nói chuyện của cô bé làm cho mình được cảm giác mình trẻ lại. Thì Duy cũng muốn nói chuyện thêm nhiều lần nữa với cô bé đó để mình biết được cô bé đó là người như thế nào. Một ngày mới với nhiều mong đợi, vì hôm nay các thành viên sẽ thật sự được gặp mặt trực tiếp nhau. Và trong nhóm nam vẫn còn hai chàng trai rất thú vị chưa được nêu tên. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Duy Anh. Năm nay mình 25 tuổi và mình đến từ Hải Dương. Hiện tại công việc chính của mình là một ca sĩ tự do và ngoài thời gian rảnh thì mình có làm streamer cho app Bigo Live. Hiện tại mình đã trải qua 3 mối tình. Trong cái hành trình lần này thì mình mong chờ là mình sẽ tìm được một người phù hợp với cả mình và mình hy vọng là người đấy sẽ là một nửa yêu thương còn lại của mình. Em à, nếu như mà sau chương trình này chúng ta tìm hiểu được nhau và chúng ta yêu nhau thì anh sẽ dành cho em một cái niềm vui và niềm hạnh phúc trọn vẹn trong thời gian sắp tới. Cảm ơn em. Thương em. Xin chào. Quá hồng, quá. Xin chào. Ông là người Việt hay là Việt Kiều? Việt Kiều. À, Việt Kiều. Yeah, Việt Kiều. Anh Nhân. Hello. 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 Tiến Anh. Tiến Anh. Ở Mỹ. Ở Mỹ. Chào mọi người. Mình là Khoa Trường. Mình là 24 tuổi. Mình sinh ở Việt Nam, nhưng mà 1 tuổi, 2 tuổi đi qua Mỹ sống. Bây giờ Khoa mới về Việt Nam 5 năm rồi. Qua đây chơi bóng rổ cho quốc tịch Việt Nam về VBA. Khoa võ chơi bóng rổ và cho người ta cười. Khoa dở và Khoa không biết nấu đồ ăn, nhưng mà Khoa thích ăn nhiều đồ món. Nhưng mà có bạn gái nấu đồ ăn và Khoa thích nhiều nhất. Mình có 5 bạn gái cũ, nhưng mà Khoa thích nhất và bạn gái đầu tiên á. Đầu tiên yêu và bạn gái đó yêu nhất, lâu nhất. Khoa thích con gái nhiều nhất và con gái lớn tuổi hơn Khoa, cười đẹp và còn vòng ba to. Hồi qua có bạn nữ nào gọi cho anh không? Không có ai gọi. Hồi qua có một bạn gọi cho em á, là làm quen với nhau á. Thế á? Hẹn nó trước xinh rồi lắm. Ừ. Xinh. Khoa có được ai gọi không? Không biết gì sao anh em mình đen nhỉ? Không, không ai gọi. Anh Duy kể đấy. Anh may mắn hơn mọi người là anh được gặp trước, nhìn mặt trước ba cô trên FaceTime. Ba cô xinh lắm. Ôi, xinh lắm, ơi. Xinh lắm. Trẻ không? Trẻ thì thật sự trẻ đó, nhưng mà ừ. Giống anh. Gần nhớ. Sàn tuổi anh đó. Nhưng bọn em là con bằng chị à? Không gọi bằng chị đâu. Vô gặp sẽ gọi bằng em hết. Nghi nghi rồi. Với cả bây giờ công trẻ đang chen, anh nghĩ hợp nhau thì cứ quen nhau thôi. Mọi người à, bây giờ em có một ít đồ ở công ty ấy, chắc là bây giờ anh em mình tiện qua đấy rẽ ra công ty em vào trụ sở công ty em xem như nào nhá. Được, ok. Chào tôi đây mọi người. Xin chào mọi người. Ok. Thì giới thiệu đây với cả mọi người, đây là Bigo Live. Tổng công ty của Bigo Live Việt Nam, trụ sở tại đây. Đây là bạn lễ tân xinh đẹp của công ty. Anh chào em. Chào. Nhớ anh quen hả? Em, đúng rồi, công ty đúng không? Anh là ở hồi sinh không, nhưng mà lễ tân sinh không đã. Lễ tân sinh, nhưng mà rất tiếc không tham gia chương trình rồi. Không, anh biết mà đây là mục tiêu của anh em mình là bố bạn kia nha. Đúng rồi, anh biết. Bạn này là của công ty nha. À, ok. Không được động nha. Ok, mời mọi người vào đây. Em vào lấy đồ nhá. Mọi người đợi em tí.
Có khi nào chương trình giấu một bạn nữ của ngôi nhà chung của mình ở đó không nhờ? Nếu mà có giấu một bạn nữ của ngôi nhà chung ở đây á, thì Duy Anh á sẽ là cặp đôi bí ẩn. Em đoán vậy. Anh coi nghĩ sao hả? Lo nhìn gái không như ba. Để nhìn coi có không? Không, chắc không không? Chắc không. Không nhìn. Ông nhìn thấy làm sao mà ông biết được người nào? Sao biết được? Làm sao biết coi được? Có nó thiệt làm việc không? Không. Làm việc không? Hay thông minh không? Em biết một người đúng không? Em không thấy hồi nãy đúng không? Hồi nãy quan sát rồi không có. Nhưng mà anh cũng có cơ hội biết là hồi qua anh gặp ba bạn nữ đó rồi. Anh thì biết. Nói chuyện ba rồi mà. Anh nói chuyện ba người rồi. Duy trước đó đã có cơ hội trò chuyện với Kim và Linh. Tuy nhiên, anh chàng may mắn này còn lọt vào mắt xanh của bạn nữ còn lại. Cô gái ấy là ai? Cho mình hỏi bạn tên gì ta? Anh tên Duy. Duy, anh tên Duy hả? Dạ, em tên Hằng. À rồi, anh biết em rồi. Hình như là anh thấy em trên YouTube. Dạ, đúng rồi. Hello mọi người, mình tên là Kim Hằng. Hiện tại thì mình đã được 28 tuổi rồi. Mình đến từ Đắk Lắk. Công việc hiện tại của mình thì mình có mở một cái tiệm spa nhỏ để chăm sóc sắc đẹp cho mọi người. Công việc phụ của mình là mình làm streamer. Mình trải qua khoảng tầm được 3 mối tình. Mẫu bạn trai lý tưởng của mình thì cũng không có gì đặc biệt. Mình muốn có một người bạn trai cao hơn mình một chút. Ngoại hình ưa nhìn, có công việc ổn định thôi. Không cần phải thu nhập cao đâu. Độ tuổi mà phù hợp nhất với mình chắc là bằng tuổi á. Bằng tuổi làm ăn hợp lắm. Bằng mình hơn mình hoặc nhỏ hơn cũng được, không quan trọng, miễn là phải biết quan tâm chăm sóc mình và tốt bụng với tất cả mọi người, vậy là được. Anh có bạn gái chưa? Này hỏi dò nè. Dạ. Chưa, hình như là chưa. Thôi em biết là em có bạn trai rồi đúng không? Có bạn trai làm sao em tham gia chương trình này? Tham gia với bạn trai em. Bạn trai em, ý anh nói là trên YouTube đó, hả? Tôi không biết được. Trên YouTube là em phối hợp với bạn kia thôi. Khó tin lắm á. Dạ. Không nha, anh, cái này là anh nói thật nha. Cái cảm giác thôi, tự nhiên anh cảm giác là như em có bạn trai và em với bạn trai tham gia chương trình này. Thì anh cứ chờ thêm thử cảm giác của anh đúng hay sai. Rồi coi, nhưng mà em cũng đâu có chắc được là anh cùng bạn gái anh sẽ tham gia chương trình này, làm sao em biết được đúng không? Đúng rồi, không biết được đâu, khó lắm. Để đấy em điều tra cho. Nhau thì mới biết được. Là mục đích anh Duy tham gia chương trình là đi điều tra em hả? Mục đích anh tham gia chương trình á là để kiếm em. Trời ơi, thính. Để tìm em. Nóng quá. Anh nghĩ là anh gặp được em đó chứ, ở đây cuối cùng anh tìm ra rồi nè. Vậy ngày mai em và anh gặp nhau. Okay. Nha. Không gặp không về nha. Giờ đây, ngôi nhà chung hoàn toàn mới đã lộ diện để chào đón các thành viên của Love House mùa 14 và các cô gái là những người đến đầu tiên. Giờ ba đứa mình gọi chung cho một người nè. Biết điều đó không? Duy. Ủa, tại sao vậy mọi người? Ba chị em mình sắp tàn dữ vậy ta. Ủa, nhưng mà khoan, em gọi cho ai? Phần Duy là qua em mà. Em gọi cho bạn cười á. Gọi cho bạn trai và luôn. Gì đó chị. Lại là người yêu của em. Ôi trời. Ồ mọi người. Thôi. Nhìn anh Duy hèn. Em thích kiểu người nhìn năng lượng. Gì vậy? Ok. Có quà quá. Wow. Yêu thật sự. Có 3 phần cho chúng mình có mấy anh con trai sẽ không có đâu. Yeah. Cảm ơn Hằng. Trời, nhiều quà quá vậy. Nhiều quá. Trời, ba cái này chắc mình xài với chừng nào mới hết luôn á. Tại vì ba cái chức năng cũng khá giống nhau. Cái mỗi lần mà xài tới là nhớ Hằng lắm rồi. Trời ơi. Nhớ chị Hằng quá. Thương chị Hằng quá. Xài đến chừng nào có bạn trai. Đánh hết xong là tìm chị Hằng nha. Nói chung là cái dòng này nó của Vanessa. Nó hoàn toàn là chiết xuất từ tự nhiên luôn. Cho nên là mới tặng cho mọi người. Em nghĩ là chắc là mấy bạn kia cũng đang ở một chỗ khác á. Sao mấy bạn nó cũng có kiểu đang đợi mình em biết. Sao mấy bạn nữ em nghĩ vậy ta? Thôi chứ sao mình đợi lâu như vậy được. Cũng có khi là hôm nay nữ trước thôi. Nam cũng có khi như vậy. Ủa em tưởng lịch trình chung chứ. Tại vì trời, nếu mà kiểu thức. Tại vì em muốn gặp mấy bạn nam lắm rồi chị ơi.
không còn dấu, okay. Kiểu rất cái liêm sĩ, không cần nữa. Đợi lâu quá à, hay là giờ mình kiếm cái gì đó mình giết thời gian đi. Chọn ra người thua thì người thua đó sẽ bị phạt. Vậy chứ mà trận này khó lắm á. Cái câu đó là một con vịt rơi xuống ao. Thì là phải một con, cho nên sẽ mình nói một chữ tủm thôi. Ba con vịt rơi xuống ao. Tủm tủm tủm. Đó, đó vậy đó. Nếu vịt chọn đi. Năm. Con vịt rơi xuống ao. Tủm 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 tủm. Đó rồi, chúc mừng em. Chúc mừng người bị chọn. Một chữ thôi, em rơi gì mà em rơi gì vậy? Em tưởng là nói năm tới số năm con vịt. Thôi chị nghĩ là ai cũng hiểu hết đúng không? Đúng. Ai cũng hiểu là từng cái tổng. Chị chúc mừng em. Bây giờ hình phạt hết sức đơn giản. Mình sẽ lấy một ly nước ra mời bạn đó, kiểu anh có mệt thôi. Nãy giờ em đợi anh để đưa nước cho anh uống nè. Ừ đúng rồi. Cái xong rồi các anh nó sẽ nói trời con bé này nó vã dữ vậy. Trời. Giờ em vã nhất vã đó. Nhưng mà mai mốt em nghĩ là khó. Chị em mình ngồi họp để cho em sẽ kể cho mọi người về một cái mối tình một năm trước em đó, rất là đơn phương. Thật là vãi ra luôn. Em nói em chưa yêu bao giờ. Đơn phương yêu nhưng mà nó mập mờ à, nó không có rõ ràng đây bởi vì con bé nó không nhưng có mập rõ cho nên là phải mập mờ. Con bé nó không có mập rõ, nghe nó thật là vãi luôn á. Vậy em hai cái hai nè, kiểu chắc anh đó là lớn hơn không? Nó lớn hơn em 10 tuổi. Wow, 10 tuổi. 10 tuổi mà mập lớn hơn bao nhiêu? Anh Duy không qua em con. Nam để mình đợi quá lâu cho nên là sẽ có một hình phạt đáng sợ nhất của các người phụ nữ. Các chàng trai đã về tới nhà chung nhưng không hề hay biết điều gì đang chờ đón họ ở bên trong. Xin chào. Chào cả nhà. Anh cảm ơn em. Vừa bước vào phòng thôi á mà bé Sa đã đưa ly nước cho mình rồi. Mà trong khi tới 4 bạn nam lận mà bé Sa lại đưa riêng cho một mình cho mình. Là tự nhiên mình bắt đầu là thật sự bắt đầu chú ý cô bé đó từ lúc vừa bước vào ngôi nhà chung rồi. Được rồi. Thôi em xin phép em ngồi trước ạ. À. Em đói quá ạ. À. Mình ngồi đây nha. Hello, what's your name? Hello, what's your name? Khi qua về và thấy 4 con gái, nhưng mà thấy Hoàng, Kim và điểm nhất và Khoa đi nồi cái 2 con gái đó để cho nói chuyện dễ hơn. My name is Kim. Kim? You can call me Kim. Oh, you know English? Yes. Oh, okay, good. Hey. Where do you come from? Me? Where do you think I come from? Việt Nam chắc vậy rồi, chắc chắn rồi. I don't know Vietnamese. Không, đáng là người Nhật. Nhật? Lần đầu tiên khi mà gặp các bạn nam thì mình ấn tượng nhất với lại là anh Khoa. Bởi vì là anh có một cái ngoại hình khá là khác biệt với mọi người. Và lúc đó anh nói tiếng Anh. Thì lúc đó mình cũng hơi bất ngờ, mình không hiểu là ủa tại vì sao lại nói tiếng Anh. Thì sau đó mới biết thì hóa ra là Việt Kiều về đây. Với lại là tính cách của anh cũng khá là vui vẻ và gần gũi á. Thì mình rất là ấn tượng về anh Khoa.